sáng ngày 15 tháng 5 năm 2021, Hội Phụ nữ Công an thành phố Uông Bí tổ chức đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn vị cuối cùng tổ chức đại hội phụ nữ cơ sở và là điều kiện cơ sở quan trọng để Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Uông Bí tổ chức tốt đại hội đại biểu khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 trong thời gian tới. Hội Phụ nữ Công an thành phố hiện có 37 hội viên, trong đó 31 hội viên là đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của hội cấp trên, Đảng ủy Công an thành phố, Hội Phụ nữ Công an thành phố đã tích cực triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Các cán bộ hội viên phụ nữ luôn phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cụ thể, hội đã vận động phụ nữ phát huy truyền thống rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. 100% cán bộ hội viên phụ nữ hoàn thành công trình phần việc đã đăng ký, góp phần vào phong trào thi đua do ngành công an và của hội phụ nữ cấp trên phát động. Vận động 100% hội viên đăng ký thực hiện 3 tiêu chuẩn, rèn luyện 4 phẩm chất, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, các hội viên đã tích cực làm tốt công tác nắm tình hình, phối hợp tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến tôn giáo, khiếu kiện, không để phát sinh diễn biến phức tạp, triển khai thực hiện hiệu quả 2 dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp đổi căn cước công dân có gắn chip điện tử. Cũng trong nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ Công an thành phố đã tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động từ thiện, triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình tiết kiệm như lọ nhựa tiết kiệm, tổ phụ nữ tương trợ giúp nhau không lấy lãi, với trên 150 lượt hội viên tham gia, phát động ủng hộ gia đình phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền trên 32 triệu đồng, tổ chức khen thưởng các cháu học sinh khá giỏi của cán bộ hội viên với tổng số tiền trên 800 triệu đồng. Phối hợp với đoàn thanh niên đẩy mạnh các hoạt động từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa với số tiền hỗ trợ gần 300 triệu đồng. Trên tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã nhất trí bầu Ban chấp hành Hội Phụ nữ Công an thành phố lần thứ 5, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Giang tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an thành phố nhiệm kỳ này.